Chào mừng quý nhà đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay cửa hàng mình sẽ đi làm cái video test thử xem coi cái con DCA này nè, ha, 120 Newton của hãng mới nè, mới về nè. Có mã ADC Z03-13. Cái dòng này nó lực xoắn tới 120 Newton ha, tốc quay 5 500 và 2000. Đó, lực búa nó từ 0 đến 3200. Ủa 32000 ha, là 32000 được đập trên phút anh em. Dùng pin 20V thế hệ mới. Cái dòng này bên cửa hàng mình đang bán với giá là 2.830.000 một máy 2 pin bục sạc. Pin là pin 4A. Nha, pin 4A, pin này pin 20V nha anh em. Những anh em nào xài pin 20V nó mới xài được nha, 18V nó không xài được. Thế hệ pin là thế hệ pin mới nha, nhận diện sạc thông minh. Ok nha. Nghĩa là sẵn mình nghĩa anh em cắm vô nó sẽ nhận diện được cái cục pin chúng ta đang xài nó nóng bao nhiêu để nó điều tiết cái dòng sạc cho nó phù hợp ha, để nó không có bị nóng pin, nó không có bị mau hư pin á, nó bảo vệ pin mình tốt hơn. Một máy 2 pin sạc kèm thêm tay cắm dài như này giá chỉ có 2.820.000, 30.000 thôi. Nhưng hôm nay nhiều mấy nay rất là nhiều anh em hỏi mình mua cái thân ha, thì mình vẫn xác định là anh em mua thân á, mình vẫn có thân để mình bán cho anh em á. Thân thì mình bán 1.6.000 một con. 1.6.000 thân này nha anh em. 1.6.000 à. 1.6.000 cho thân này nha, động cơ không than, duplex. Đó. Đầu kẹp Autolock 13mm của DCA ha. Rồi 1.6.000 một cái thân. Rồi anh em có nhu cầu thì anh em liên hệ mua thân ha. Bây giờ mình sẽ đi test cho anh em. Trước tiên thì mình sẽ đi test khoan thử cái bê tông nha, bằng cái mũi này. Mũi này Unica 8 ly nè, không bê tông 8 ly. Rồi mình sẽ đi bắn vít, những con vít đó nó dài sọc như nè. Thì mình bắn vít những con vít nó dài tầm 11,5 ha. Rồi bắn những con vít đồng bu lông 10 cm, 100 mm ha, tất nè. Cái đường kính của cái này thì nó tầm đâu đó khoảng 5 ly anh em ha. Đường kính này 5 ly. Ok, không cầm thước cặp này đo đảo luôn ha. 6 ly chứ. Đó, đường kính đó ha. Bắn cái này. Rồi. Mũ khoan đuôi cá thì mấy này lực xoắn nó khỏe, bắn kia là khỏe ra nè. Test thử cho anh em xem nha. Đó, khỏe ha. Giờ mình sẽ để với chế độ khoan búa nè. Đó, khoan búa. Anh em lưu ý ha, khi mà chúng ta mở ra nó xoay tròn nè, chúng ta phải cho nó xích vô ha, chúng ta mới lóc được nha. Cái đầu này nó ngồi đó. Xích vô ha, cho ta chỉ xích vô thì chúng ta mới dặn nó mới ra được, cái khớp nó mới ra được. Đây, mũi khoan 8 ly. Và khi chúng ta xiết là gì nè, nó quay tròn đúng không? Chúng ta phải cho nó quay ngược. Nó phải quay ra như nè, chúng ta mới lóc nè, cứng nè. Đó. Nó là cứng luôn ha. Rồi, xích cứng nè ha. Rồi. Ngon lành. Đi khoan thử bê tông cho anh em xem nha. Rồi tiếp á, bây giờ một tay mình quay, một tay mình khoan. Thì cái cục bê tông này thì hồi nãy mình có quay cái máy khoan, cũng khoan búa nè. Bê tông rất là cứng ha. Thì mình sẽ test thử dòng này cho anh em xem. Chế độ khoan búa số 2 nha, anh em cùng xem. Đấy. Thôi nó dùng khúc cũng lẹ anh em á, nhưng mà mình khoan một tay hơi đuối. Rồi hết rồi đó, khoan giờ lẹ đó, nếu mà anh em kèm hai tay nữa là ngon nha. Tháo ra đó, anh em thấy nha, bọc bê tông. Đây mình sẽ khoan thêm một lỗ nữa nha. Cái mũi này là mũi Unica à, cái dòng này nó dòng chuyên khoan tường nè, mình đi khoan bê tông. Đây mình chỉ có mũi 6 ly nó hết rồi. Mũi 8 ly Unica thì nó chỉ khoan tường thôi ha. Khoan tường thì nó quá mềm đó với cái máy này rồi anh em. Mũi thứ hai nha. Rồi đây em xem nè. Tay mình đuối đây anh em, chẳng chút mình kiếm cái chân mình để lên cái rồi. Ok anh em á, thì giờ mình sẽ khoan nha, hai tay rồi. Ok, mũi thứ hai đây.
Ok ha. Bô đập rất là khỏe luôn anh em ha. Còn khoan tường thì nó bình thường rồi. Đây, khoan tường đây anh em ha. Khoan tường nha. Khoan tường mấy con này thì nó lẹ lắm, không tới 30 giây đâu nha. 18 ly. Khoan tường rất là khỏe luôn ha. Anh em khoan bê tông thì nó hơi cứng. Nếu như anh em xài con này mà khoan cỡ 6 ly thì bắn vít Unica ha, rất lẹ. Ví dụ anh em khoan cỡ 3 ly rưỡi, 4 ly 3 khoan tường ha, vít Unica phải cực kỳ luôn. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi test hàng mục khác ha, anh em cùng xem. Rồi, tiếp tục anh em ha. Thì sau khi test của khoan tường bê tông xong ha, anh em thấy nó rất là khỏe. Giờ mình sẽ đi test thêm cái hạng mục mà nó còn chịu khỏe hơn cái tường bê tông nữa. Thì bây giờ mình sẽ đi test cái thử nó bắn những cái đầu vít ra. À, nó xoay như là tròn ha, anh em cho nó quay ra. Nó xiết lại. Ok, rồi. Mình sẽ để vị trí số 1. Để chế độ khoan. Độ khoan ha. Ở đây mình sẽ bắn những con này nè. Đó, vào trong đây. Tôi hỏi cái máy được sẵn nó khỏe bắn không nổi nha nè, yếu quá không nổi đâu. Cái thứ hai là mình phải kìm lại. Nên bắt buộc phải xài cái này. Không có cái này vô là nó lỗi tai đó. Rồi ha. Rồi. Rồi, anh em cùng xem nha. Cái này mình để số 1 á ha, số 1 tốt chậm là cái moment xoắn cao nhất luôn nha anh em. Chút. Rồi. Thử này ha. Cái này là gỗ không có khoan mồi ha, mình khoan thẳng luôn không có mồi. Cái này cứng quá nè, không vô luôn á. Ngộ ta, cứng quá. Đó. Rồi, anh em cùng xem nha, nó đã vài chút xíu rồi. Số 1 nè. Có được sẵn nó nha. Tìm hai tay nè.
Wow, quá nhẹ nhàng luôn em ạ, nhẹ nhàng cực kỳ. Máy này thì mình thấy nó cũng không có đủ, không có đủ cái gì ta, nó còn yếu, mấy cái sắt này nó còn yếu quá. Mình tăng cường lên ha, chơi cái đầu to hơn, cái đầu lên tới 10 à. Cái đầu lên tới 17 nha anh em. Đó. Ráng to hơn nè. Nha, to hơn nữa nè, 17 luôn. Xem nó bắn như thế nào. Mình thấy cái con này nó còn yếu quá. Rồi, cái mới ha. Đây đi. Rồi. Cái này hấp dẫn à. Anh em xem nha. Cầm nó khỏe vậy ha. Đó. Cái máy này anh em mới quá lực là nó sẽ đứng nha, quá lực là nó đứng lại, mình kìm kỹ là nó sẽ quá lực nó đứng lại chứ nó không có. Đây nha, đây, nửa nhà thử nha. Đó. Rồi đó, còn cái này nó mới to nè anh em ha. Đó rồi, bây giờ mình sẽ thử sang, anh em thấy bắn mấy con vít này thì một tấc thì mình bình thường ha, thử bắn mấy con vít vít gỗ kia thử ha. Ok. Bắn cái con này vào tất hai anh em ạ. Dọc nha. Để số 2 bắn cho nó khỏe. Đi độ khoan luôn ha. Được. Đầu nhỏ quá. Đầu này nhỏ quá anh em ơi, không có đầu vô. Rồi, khoan thử khoan gỗ nha. 32. Rồi, xuống lại nha. Xuống vô 32. Tiếp mà không có đinh nha. Này đi. Rồi chỗ này. Anh em thấy không? Xuống ha. Này gỗ này cứng lắm nha. Đây số 1 á, cho lực nó khỏe. Nó đụng cây đinh dưới đây nè, à nó đụng cây dít đây nè ha, đụng này rồi rất là sâu luôn nha. Đó nè, thấy không, xong lên tới đây nè, đây đụng tới nè, đó đụng nè nha, đụng tới rồi. Ok ha, mình để sang cái vị trí số 1 nè, nó khoan khỏe cực kỳ luôn, nghĩa là cái lực xoắn, khi mà lực xoắn rất là cao luôn anh em để vị trí số 1 lực xoắn cực kỳ cao luôn nha. Bây giờ căn ốc này bị gãy rồi, không có tháo được, nó bị tuôn đầu luôn rồi. Ok ha. Ra mấy mạt to, rất là to. Đó, em thấy ha. Giờ thử gì nữa ta. Đây. Rồi. Con vít này nãy bắn nhiều rồi. Áo ra
cứng. Xích cứng nha, cứng lại. Rồi, lắc lại rồi. Cứng rồi đó. Đầu 17 anh em ha. Rồi thôi. Video này thì mình test cho anh em thấy ha. Thì để biết được là cái máy này nó rất là khỏe. Còn nếu mà so sánh với mấy con mạnh ví dụ như The World thì mình không có làm video so sánh ở đây, chỉ là khoan bắn vít cho anh em thấy nó khỏe thôi nha. Rồi mấy vít này nãy mình chưa thử nè, thử bắn vít này cho anh em ha. Rồi, số 1 nha, bắn dít được cao lên ha. Để giúp mình để số nhanh chút, này thì nó nhẹ nhàng quá rồi. Để độ khoan luôn em ơi. Ngay cái mắt gì vậy ta, mà chờ còn dứt không à. Khoan mà. À, cái đầu nó bị đầu vít bị trượt. Anh em biết khúc gỗ này nó là cứng nha, bắn từ từ thôi chứ không phải bắn gỗ mềm thì bắn nó lẹ rồi. Đó. Rồi, ok. Thôi, video này mình thử ở đây thôi ha. Thì anh em có nhu cầu mua nguyên bộ thì 2.830.000 nha. Một máy 2 pin 1 sạc pin 4A. Thân máy á, là nó là 1.600.000. Ok ha. Anh em nhu cầu mua thì liên hệ số điện thoại bên dưới để mua hàng, giá tại cửa hàng chưa còn phải ship, hàng đã có sẵn bên cửa hàng luôn nha. Một lần nữa các bạn xin chào và hẹn gặp lại.